Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Trung Đảng đã tổ chức lễ trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Tới dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nhấn mạnh những công lao đóng góp của đồng chí Nông Đức Mạnh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí Nông Đức Mạnh là cán bộ người dân tộc, sinh ra và trưởng thành từ một vùng quê miền núi phía Bắc giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác từ cơ sở đến bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Quốc hội khóa 9, khóa 10 và Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, khóa 10. Dù ở vị trí cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội, đồng chí đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí đã cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đồng chí Nông Đức Mạnh luôn luôn có tác phong gần gũi với quần chúng, giữ gìn nguyên tắc, tôn trọng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ đi sau. Nhân dịp này, một lần nữa, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng đồng chí, kính chúc đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, trường thọ, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mong đồng chí tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhà nước và nhân dân. Bày tỏ vinh dự được nhận danh hiệu cao quý, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết, từ khi tham gia hoạt động cách mạng và 60 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, qua nhiều lĩnh vực và cương vị công tác, luôn được Đảng, nhà nước chăm lo giáo dục rèn luyện. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương, các ban ngành đoàn thể trung ương, các đồng chí đồng nghiệp nơi từng học tập công tác đã giúp đỡ đồng chí rèn luyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định với trách nhiệm đảng viên luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng và đường lối của Đảng, luôn thấm nhuần đạo lý về tình thương và lẽ phải, gương mẫu học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.